Một cái thông tin cực vui liên quan đến câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ. Ngày hôm nay thì thầy đã chính thức trở lại đi bộ hành và khất thực nha cô chú anh chị. Thì cái nguồn thông tin này đã được đăng tải trực tiếp trên báo Người Lao Động. Trên thực tế thì mình đã có thấy rằng là một số những người thân cận của thầy cũng đã chia sẻ cái nguồn thông tin này rồi. Nhưng mà đối với ngày hôm nay đấy, vừa mới đây báo Người Lao Động cũng đã chính thức để mà có một buổi phỏng vấn riêng với thầy. Thì bản thân thầy cũng đã chia sẻ thầy ngày hôm nay đã đi khất thực trở lại đi bộ hành, nhưng mà chỉ trong một cái phạm vi cái khu vực mà thầy đang gọi là ẩn tu thôi cô chú anh chị, ngay thời điểm này. Và thầy cũng chia sẻ mong muốn rằng đó mọi người đó, khi mà thầy đi trở lại như vậy rồi đó thì đừng có đi theo quay phim chụp hình hay là đi theo từng đoàn như vậy, thì sẽ mất gọi là an ninh trật tự hay là an toàn giao thông. Nếu như tiếp tục như vậy nữa đó thì thầy sẽ lại ẩn tu chứ không có thể đi khất thực được nha cô chú anh chị. Thì sau đây đó xin mời quý vị chúng ta cùng xem trực tiếp cái đoạn video mà phóng viên báo Người Lao Động đã cùng trò chuyện với thầy Minh Tuệ, và thầy cũng đã chia sẻ cái câu chuyện ngày hôm nay thầy đã khất thực tại nhà ba mẹ ruột của mình như thế nào. Khi mình về địa bàn đấy ấy, thì mình gặp lại gia đình ấy, thì mình có cảm tưởng, có cảm nhận như nào không? Gặp lại mọi người gia đình thì con cùng đi khất thực, rồi cha mẹ mình thì con cùng xem như cha mẹ người khác, con cùng bình thường. Mình thì cũng biết là nhờ họ mình mới có cái tính thân mạng này, cũng biết cái ơn sinh thành ấy, thì ơn dưỡng dục thì mình cố gắng học tập để mình trả cái ơn sinh thành dưỡng dục cho họ. Mình cố gắng mình giữ gìn tinh tấn siêng năng, mình học tập theo Đức Phật để mong rằng đạt được cái điều đó. Cái dự định thì con mình tiếp tục học tập bình thường, khất thực, sống chỗ này chỗ kia theo đời sống giới luật của Phật dạy. Phật dạy như thế nào thì mình làm như thế. Vâng, thì vừa rồi chúng ta cũng đã nghe được cái lời chia sẻ mới nhất của thầy Minh Tuệ trên báo Người Lao Động, một bài phỏng vấn độc quyền về cái sự việc mà tiếp tục tu tập bình thường, khất thực, sống chỗ này chỗ kia theo đời sống giới luật mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta nghe rất là rõ cái lời chia sẻ của sư Minh Tuệ. Ngày hôm nay là ngày 10 tháng 6 rồi đó, thì thầy đã chính thức trở lại để mà đi khất thực nha cô chú anh chị. Cụ thể thì trên báo Người Lao Động đã viết rất là rõ như thế này, mình xin được phép chia sẻ lại ha. Sư Thích Minh Tuệ nói sẽ tiếp tục tu tập bình thường, khất thực, sống chỗ này chỗ kia theo đời sống giới luật mà Đức Phật đã dạy. Trong những ngày qua, việc ông Lê Anh Tú 43 tuổi, người được biết đến là Sư Thích Minh Tuệ, tạm dừng việc đi bộ khất thực đã thu hút sự quan tâm, dư luận và có nhiều ý kiến trái chiều. Đầu giờ chiều ngày 10 tháng 6, phóng viên báo Người Lao Động đã có buổi phỏng vấn trực tiếp với Sư Thích Minh Tuệ và nghe ông chia sẻ về cuộc sống những ngày này và dự định trong khoảng thời gian sắp tới. Thì như mình đã chia sẻ rồi, ngày hôm nay thầy đã khất thực tại nhà ba mẹ ruột, và cái hình ảnh của thầy ngồi đó, đó chính là tại cái nơi cái căn chòi trước đó thầy đã trồng sầu riêng trước khi thầy xuất gia đó cô chú anh chị. Phóng viên đã hỏi thầy Minh Tuệ như thế này nè: thưa ông Minh Tú, thưa ông Lê Minh Tú, ông có thể chia sẻ về lý do dẫn đến quyết định tạm dừng việc đi bộ khất thực của mình? Phóng viên viết bài này có lẽ viết nhầm nghe cả nhà. Tên thật của thầy là Lê Anh Tú chứ không phải là Lê Minh Tú. Sư Thích Minh Tuệ đã trả lời: con thì không có lý do gì cả, vẫn muốn tiếp tục mong muốn được học tập đi khất thực bình thường. Tuy nhiên, vì một số lý do nên đã tạm dừng để đảm bảo an toàn giao thông, tránh việc tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Chúng ta nghe rất là rõ. Cho nên mà cô chú anh chị nào mà thật sự yêu quý thầy, thật sự tôn trọng, tôn kính thầy, tôn trọng cái con đường tu tập của thầy, thì mọi người đừng có đi theo nữa nha. Đừng có quay phim gì nữa để cho thầy có thể tiếp tục cái ước nguyện của mình. Phóng viên tiếp tục hỏi: từ khi về đến đây thì việc sinh hoạt, tu hành và ăn uống của ông diễn ra như thế nào? Sư Thích Minh Tuệ trả lời: mấy ngày trước có anh trai ngày nào cũng đưa cơm tới cho con, nhưng sống như thế con thấy không đúng với hạnh đầu đà. Ngày hôm nay con đi ra khất thực, tự mình ra tới nhà dân, người ta cho cái gì mình mang tới nhà hoang dùng và kiếm chỗ yên tĩnh để ngồi tu hành. Thì cô chú anh chị nghe đó, mấy ngày hôm trước thì như mình đã chia sẻ rồi, có người nhà
đưa đồ ăn thức uống đến cho thầy, tại vì thầy không có đi khất thực được đó cô chú anh chị. Mình nghe cái điều này mình chung mình cũng vô cùng xúc động nha cả nhà. Thầy cho rằng là không đúng với hạnh của thầy, cho nên là ngày hôm nay thầy đã chính thức đi khất thực, đi đến nhà dân để khất thực nha cô chú anh chị. Phóng viên trả lời: thưa ông, nhiều người phóng viên đã đặt câu hỏi, nhiều người muốn biết những dự định của ông trong khoảng thời gian tới thì ông có thể chia sẻ hay không? Nhưng sư Thích Minh Tuệ đã trả lời: dự định con vẫn tiếp tục tụ tập tu tập bình thường, khất thực, sống chỗ này chỗ kia theo đời sống giới lực của Đức Phật dạy. Phật dạy như thế nào thì mình sẽ làm như thế. Sáng thì đi khất thực, chỗ nào bộ hành thì bộ hành, lúc khẩn thiết thì có thể tìm gốc cây, hang đá, khu rừng để ngồi thiền tu hạnh. Gặp ai hữu duyên thì chia sẻ với họ, tiếp tục học tập để tu hành. Thì ngày hôm nay thì chính thức thầy cũng đã quay trở lại với cái con đường mà nguyện ước của thầy nha cô chú anh chị. Thì có lẽ rằng đây là một thông tin mà có thể nói là cực kỳ vui, mình thấy vui nhất trong ngày luôn cả nhà. Lúc sáng đó thì thấy thầy, hình ảnh thầy mà đi lấy căn cước công dân thì mình đã thấy là cực kỳ vui rồi, bởi vì mình biết sức khỏe của thầy và con đường tu tập của thầy theo sự mong muốn đó nó cũng đang rất là tốt như vậy đó. Thì mình nghĩ rằng không phải chỉ riêng cá nhân của mình mà cũng có rất nhiều cô chú anh chị trên mọi miền đất nước, thậm chí là kể cả ở nước ngoài hải ngoại đó, thì cũng gọi là cũng có cảm xúc giống như vậy khi mà ngày hôm nay thầy đã chính thức để đi mà khắc thực trở lại. Và thầy cũng đã chia sẻ nè, sáng thì đi khắc thực, chỗ nào bộ hành thì bộ hành, lúc khẩn thiết thì có thể tìm gốc cây, hang đá, khu rừng để ngồi thiền tu hạnh. Gặp ai hữu duyên thì chia sẻ với họ, tiếp tục học tập để tu hạnh. Thì chúng ta thấy rằng là thầy đã tiếp tục quay trở lại, bác bỏ tất cả những cái tin đồn và cái nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, cho rằng là thầy bị cơ quan chức năng ép như thế này như thế khác, thì mình thấy rằng nó không đúng. Nhưng mà mình nghe được cái lời chia sẻ của những người thân cận thì mình cũng gọi là chia sẻ luôn, đặc biệt là các gọi là YouTuber hay TikToker nào khi mà biết được cái nguồn thông tin này, tại vì đăng trên báo chí rồi cả nhà, thì nên gọi là tôn trọng cái sự việc tu tập của thầy để cho thầy có thể mà tiếp tục trên con đường được yên tĩnh đó cô chú anh chị. Chứ đừng có đi theo thầy để quay nữa. Cái điều đó là có lẽ rằng là không chỉ riêng cá nhân mình mong muốn đâu, hàng ngàn Phật tử, hàng triệu Phật tử, những người mến thầy họ cũng đều mong muốn cái điều đó nha cô chú anh chị. Trong một tuần qua sau khi sư Thích Minh Tuệ dừng việc đi bộ khất thực, đã có nhiều ý kiến chiều cái trái chiều liên quan đến việc tu tập của sư Thích Minh Tuệ. Để sáng tỏ những băn khoăn của bạn đọc, tránh những hoài nghi, báo Người Lao Động đã cử phóng viên tìm hiểu. Được sự đồng ý của sư Thích Minh Tuệ, phóng viên báo Người Lao Động đã có cuộc gặp gỡ phỏng vấn ông. Qua đó cho thấy sức khỏe sư Thích Minh Tuệ hoàn toàn bình thường. Sau khi dừng việc đi bộ khất thực vì quá đông người đi theo làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, sư Thích Minh Tuệ đang tu tập trong một nơi vắng. Hàng ngày gia đình mang thức ăn chay để ông dùng một bữa trước ngọ như tâm nguyện của ông. Riêng hôm nay, 10 tháng 6, ông đã bắt đầu đi bộ khất thực trong các khu dân cư gần đó. Thì cái thông tin chính thức từ phía người nhà người ta cũng đã xác nhận, báo chí cũng đã đăng tải, thì không có lý do gì mà chúng ta còn nghi ngờ nữa. Thưa cô chú anh chị, không có lý do gì mà để nghi ngờ nữa. Thì mình thấy rằng những cái thành phần mà chống phá xuyên tạc đó ha, họ bữa giờ họ xuyên tạc dữ lắm. Thì bây giờ là hết điều để mà nói rồi, mọi người cũng đã nhận ra rồi đúng không cô chú anh chị? Ngay từ đầu là mình đã nói rồi, cơ quan chức năng, nhà nước sẽ bảo vệ thầy thôi, bởi vì thầy không có làm gì mà vi phạm, thầy đâu có làm gì sai trái đâu. Mà nói rằng là thầy bị bắt, thầy bị cưỡng ép, đó là tào lao, tầm bậy. Ban tôn giáo thì cũng đã lên tiếng rồi, cái việc tu tập, tu hành của mọi công dân ở đất nước Việt Nam là được pháp luật bảo hộ. Chỉ cần tu tập đúng theo cái lời dạy của Đức Phật thôi, đừng có làm trái, đừng có vi phạm pháp luật, thì sẽ không có ai có cái quyền ngăn cấm cho cô chú anh chị. Không ai có quyền ngăn cấm hết chứ. Cái việc thầy đi bộ hành như vậy cũng đúng theo lời Phật dạy. Thầy tu tập 13 hạnh đầu đà đúng theo lời Phật dạy luôn, không có nghe theo lời ai, chỉ nghe theo lời Đức Phật thôi. Thì chúng ta thấy rằng ai đâu có quyền ngăn cấm thầy, nhà nước người ta cũng bảo vệ thầy. Thậm chí bây giờ có rất nhiều ý kiến nói rằng là thầy bây giờ là di sản, di sản luôn rồi, một báu vật.
như báu vật nhà nước là ở Việt Nam chúng ta xem thầy như báu vật, thì làm sao có những cái câu chuyện khác xảy ra. Thì những cái hình ảnh này chúng ta thấy rằng là mọi người đã yên tâm phần nào. Câu trả lời mới nhất nha cô chú anh chị. Sư Thích Minh Tuệ vẫn mong muốn tu tập theo con đường hạnh đầu đà của Đức Phật. Ông mong muốn những người hiếu kỳ, các YouTuber và TikToker không tụ tập gây mất an ninh trật tự và làm phiền đến việc tu tập của ông. Chúng ta nghe rất là rõ. Sư Thích Minh Tuệ vẫn mong muốn tu tập theo con đường hạnh đầu đà của Đức Phật. Ông mong muốn những người hiếu kỳ, các YouTuber và TikToker không tụ tập gây mất an ninh trật tự và làm phiền đến việc tu tập của ông. Thưa cô chú anh chị, thì cái đó là cái sự mong muốn của Sư Thích Minh Tuệ. Nếu thật sự là người yêu thương, là người kính trọng thầy, thì chúng ta nên tôn trọng những cái việc mà thầy làm. Tất nhiên là khi mà thầy đã đạt được một cái thành tựu gì đó, như thầy đã cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần trên những cái đoạn video đã được ghi lại đó, thầy sẽ quay trở lại để mà gọi là dẫn dắt, để mà chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm của thầy, những cái điều mà thầy đã học được. Thưa cô chú anh chị, bây giờ thầy đặng vẫn trên cái con đường tu học của mình. Nếu thật sự yêu quý thầy thì chúng ta phải tôn trọng cái con đường của thầy, tôn trọng những cái lời mà chia sẻ, cái sự mong muốn của thầy, để mà có thể thầy được là tiếp tục trên con đường mà chúng ta có cái cơ duyên thì được gặp thầy. Như thầy đã chia sẻ, vẫn còn những tỉnh thành thầy chưa qua, thầy chưa đến. Ước nguyện của thầy là đi hết tất cả các tỉnh ở đất nước của chúng ta. Thưa cô chú anh chị, thì biết đâu nếu như thật sự mà cứ gọi là cứ có những cái điều tốt xảy ra như thế này, là cứ bình yên như thế này, không có ai đi theo, thì thầy vẫn đi bình thường như mấy năm trước, đâu có câu chuyện gì xảy ra đâu. Có một cơ duyên thì chúng ta sẽ được gặp thầy, biết đâu thầy sẽ đến tận nhà của mình để mà cắt thực. Lúc đó đó cô chú anh chị cảm thấy gọi là cái niềm hạnh phúc nó lớn đến mức độ nào nữa, đúng không cả nhà? Thì ngày hôm nay thì đối với cái những cái thông tin chính thức này, quả thật là một cái tin vui mà từ sáng đến giờ luôn, tin vui nhất mình thấy từ trước đến nay, kể từ khi mà thầy xuất hiện luôn. Đây là cái tin vui nhất, thưa cô chú anh chị, đã được đăng tải trên báo chí rất là nhiều, cho nên là cô chú anh chị chúng ta cũng gọi là nên yên tâm một phần nào về cái câu chuyện mà bao giờ thầy quay trở lại, rồi thầy đang ở đâu, thầy có gọi được an toàn hay không. Thì rõ ràng ngày hôm nay thầy đã chính thức quay trở lại rồi, kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 nha cô chú chị. Và theo như là thầy chia sẻ đó, là cô chú chị có thể hiểu rằng là mấy ngày nay đó, thầy đã được người nhà đến gọi là đưa thức ăn mỗi buổi sáng. Thì thầy cảm nhận đó không có đúng theo cái hành của mình, có nghĩa rằng trong khoảng thời gian từ trước đến giờ đó, thầy đang ở Gia Lai, thầy ở gần khu vực nhà của mình, cho nên là anh em mới có thể đưa đến buổi sáng. Cô chú vậy, mình nghĩ là gần khu vực đó, cho nên là mỗi buổi sáng đều có người đến, biết rằng là anh chị em đó đưa đến để cúng dường, cũng để cúng cho thầy, cúng dường cho thầy. Nhưng mà thầy cảm thấy đó nó không giống như cái hành đầu đà, giống như mà trước đó cô chú chị cũng đã nghe thầy đi vậy đó, thầy ngủ nghĩa trang thì bắt đầu kéo theo. Mình thấy rằng có những cô chú anh chị bắt đầu liên hệ với anh em YouTube, thầy đang ở đâu vậy, thầy đang ở đâu vậy, để chị tranh thủ 3-4 giờ sáng chị đứng chị chờ để mà chị gọi là cúng dường cho thầy, để mà được phước báo gì đó. Mình nghe nó thì thầm trong miệng của họ, tại vì em cũng đã từng đi theo thầy 2 ngày đó cả nhà, nhưng mà sau đó em quay trở về thì mình thấy mình làm phiền thầy đó. Mình thấy bản thân thầy cũng nói rằng đưa đến như vậy thầy không có nhận nữa, thầy phải đến từng nhà dân để mà đi cắt thực mới đúng theo cái đạo hạnh của thầy. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy rồi, kể cả anh em của thầy đưa đến để cúng dường cho thầy đó, thầy cũng cảm thấy nó không có đúng. Mà sự việc thầy đã có giấy căn cước công dân rồi, thì ngày hôm nay mình nghĩ rằng thầy đi đến đâu cũng được bảo vệ hết chứ, tại vì là chính thức này rõ ràng có giấy tờ là công dân của Việt Nam, được bảo hộ, được tu tập theo quyền của công dân. Như ban tôn giáo cũng đã lên tiếng cần phải tôn trọng cái sự việc tu tập tu hành của ông Thích Minh Tuệ. Thưa quý vị, thì đó là cái thông tin chính thức liên quan đến sự việc của thầy Thích Minh Tuệ. Trong ngày hôm nay thầy chính thức trở lại từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 nha cô chú chị. Và nếu như không có những cái vấn đề vấn nạn như khoảng thời gian vừa qua xảy ra, thì một ngày nào đó mỗi buổi sáng thức dậy, biết đâu thầy sẽ đứng trước cửa nhà của chúng ta để mà khất thực. Đó là cái niềm gọi là hạnh phúc
cực kỳ lớn lao, đúng không cả nhà? Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị, cô chú anh chị đã xem kênh, đã ủng hộ kênh. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những nội dung video mới tiếp theo. Xin chào.